Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok, lo chào người đến với channel của mình. Mình là Sam đây, chào mừng trở lại với kênh channel của mình. Trước khi xem video, mọi người quên nhớ like, subscribe mình và tất cả thành viên trong hệ của mình nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye. Ủa, cái gì vậy? Tính ra cái này là kênh của tôi chứ kênh của bà hay nào? Trời ơi, ông bà tôi phải chào một cách gọi là nghiêm trang nhất, một cách là lịch sự nhất đó. Trời ơi, tào lao, cái này là kênh của tôi mà tiên bả vô bả chào, bả kia là kênh của bả luôn mọi người ơi. Ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng kiếm hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của bạn Sammy Đào đăng kiếm hộ cho Sammy Đào nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào mini game của Mini World thôi nào anh em ơi. Let's go. Rồi bắt đầu thôi. 3, 2, 1. Vô thế nào? Đây mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn đây. Đây mấy bạn ơi, bạn nhìn thấy gì không? Sau lưng mình nè, chính là một cái bức tường siêu to khổng lồ được làm bằng lá cây các bạn ơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ thi cuộc thi gọi là tỉa lá cây nha. Tỉa lá cây để làm gì nào? Để chúng ta lấy lá cây chúng ta đem đi bán. Và sau khi bán chúng ta sẽ lên được vũ khí nè, và gọi là một cái kéo bằng cầu vồng luôn, rất là xịn luôn các bạn ơi. Và chúng ta sẽ chiến đấu với nhau nha, y hệt như cái mini game gọi là gì ta? Mini game chặt gỗ lần trước nha. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái mini game là tỉa cây các bạn ơi. Thì cái kéo này chúng ta có thể tỉa được mấy cái lá nè, đó thấy không? Chúng ta sẽ tỉa mấy cái lá này. Đây mình sẽ tỉa một lần nhiều lá luôn. Tỉa nè, đó. Chúng ta sẽ lượm những cái lá này. Sau khi mà có những cái lá này nè, các bạn sẽ lại đây, các bạn bấm vào đây và các bạn có thể chế tạo cho chúng ta những cái loại gọi là kéo khác nhau và những loại vũ khí khác nhau. Đó, rất là hay luôn. Ok, bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau gọi là thi đấu với Sammy để xem coi mình với Sammy ai là người sẽ giành chiến thắng trước nha. Ok, rồi Sammy ơi, bây giờ nha, ai giành được 10 mạng trước thì người đó chiến thắng nha, y hệt như cái lực cũ nha. 10 mạng hả? Đúng rồi. Ok, lực trước là do ông chơi xấu, bây giờ tôi sẽ cố gắng là hoàn thiện một cách gọi là xuất sắc nhất, không để ông chơi gian nữa. Ủa gì vậy tôi? Cái gì tôi trang gian hồi nào? Lần trước là bọn mình hòa nha, còn lần này để xem coi ai chiến thắng đây. 10 mạng lại là chiến thắng đó nha, lần này tôi thắng chắc rồi. À, tôi sẽ cố gắng tôi thắng bà. Lần trước là hòa các bạn ơi, còn lần này mình sẽ cố gắng thắng Sammy nha. Chúng ta là con trai mà, chúng ta làm sao thua con gái được đúng không? Chúng ta không thể nào để thua một đứa con gái được. À, con trai là phải gọi là mạnh mẽ lên. Rồi bây giờ mình sẽ lên thành kéo đá nè, cái kéo bằng đá nè, sau đó mình sẽ lên cây kéo bằng sắt. Ồ, mình đã lên được cái kéo bằng sắt rồi. Ok rồi, cái kéo bằng sắt không biết có cắt lá được nhiều hôm nay. Để mình thử nha. Đấy. Bùm. Ồ, cũng được nhiều các bạn ơi. Ok, mình sẽ lụm hết cái đống lá này vô để mình chế tạo tiếp nha. Ồ, coi bộ khá là nhiều á. Mình sẽ tỉa tiếp đây. Tỉa thêm nhiều lá vào để chúng ta gọi là đem lá đi bán để mua thêm vũ khí các bạn ơi. Mình phải có cây kiếm thật là mạnh. Mình sẽ cố gắng gọi là cắt thật là nhiều lá để mình có được một cái cây. Mình sẽ cố gắng gọi là tỉa thật là nhiều lá để mình có thể mua được cây kiếm cầu vồng các bạn ơi. Kiếm cầu vồng ở trong đây là siêu mạnh luôn á nha. Đó, cây kiếm hình như là mạnh nhất luôn á, cho nên mình phải mau có được nó. Rồi để mình đảo này ra. Rồi lại lụm nè. Ok, cũng được khá rồi, để mình xem coi. Ờ, chúng ta đã lên được kéo vàng rồi nè các bạn ơi. Rồi, lên được kéo kim cương xanh luôn, quá hợp lý. Yeah, kéo kim cương xanh hả? Ok, để mình xem thử nha. Có cái kéo này đào được nhiều không nha. Mấy bạn ơi nhìn nè, mình đào có một phát thôi mà nó ra được nguyên cái lỗ to đùng luôn. Wow, hợp lý. Ôi, cái kéo này coi bộ hơi bị mạnh đó nha. Cái kéo này coi như là gọi là mình đào hơi bị lời luôn á, đào có tí thôi được quá trời luôn. Ok, để mình đào thêm một cái nữa rồi mình xem coi mình có lên được kéo cầu vòng không nha các bạn. Đào thêm nè. Rồi chúng ta cứ nâng cấp cái cây kéo chúng ta lên trước, rồi chúng ta sẽ lên kiếm sau. Rồi lụm. Ui. Wow, các bạn nhìn nè, mình full đồ luôn các bạn ơi. Full hết luôn rồi nè. Trời ơi trời, xịn quá. Ok, bây giờ mình sẽ lên gọi là kéo kim cương tím. Wow. Rồi lên được kéo lục bảo luôn rồi nè. Wow. Rồi, sao kéo cầu vòng. Vậy? Ui mấy bạn ơi, mình đã có được kéo cầu vòng rồi nè. Sammy ơi, tôi có được kéo cầu vòng rồi nè. Xịn lắm luôn á nha. Đây đây, để mình thử cho các bạn xem nha. Đây một cái bức tường bằng lá cây nè, mình sẽ thử đào nha. Ok. Rồi. Bùm. Ui. Trời ơi, nó đào bởi lên bức tường luôn các bạn ơi. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Ui, nó đào bởi lên bức tường luôn rồi. Trời ơi, cái kéo này xịn quá vậy. Wow, trời ơi, kéo xịn các bạn ơi. Kéo xịn. Ok, để mình đào vô trong đây mình đào nè. Đấy. Bùm. Ui, rơi quá trời luôn. Rồi,
Bây giờ mình lượm thêm lá cây vô để mình gọi là nâng cấp kiếm nha bạn. Ok, mình đã có rất là nhiều lá cây rồi. Giờ mình sẽ nâng cấp kiếm nè. Mình sẽ lên kiếm đá nè. Sau đó là mình sẽ lên kiếm sắt. Rồi mình lên tiếp tục là kiếm vàng. Đó, rồi mình lên tiếp kiếm kim cương. Rồi kiếm kim cương chúng ta lên kiếm kim cương xanh. Kim cương xanh chúng ta tiếp tục lên là kim cương tím. Kim cương tím xong chúng ta lên kiếm lục bảo nè. Rồi sau đó là kiếm cầu vồng. Wow, mình đã có kiếm cầu vồng rồi nè. Rồi mình sẽ lên thêm thức ăn cho mình nha, lên thức ăn nè. Rồi lên thêm khoai tây chiên nè. Đó, lên thêm gọi là bánh mì hồi máu nè. Ồ, quá xịn đó bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nâng tới lượt giáp nha bạn. Mình cần có giáp nha, mình sẽ nâng giáp nè. Để coi coi, nằm trong trang bị đúng không? Đây, mình đã có giáp da rồi, giờ mình sẽ lên giáp sắt nè. Ok, chế tạo giáp cái áo giáp sắt nha. Chế tạo nè, chế tạo. Rồi sau đó đến áo giáp vàng. Rồi, bây giờ là tới lượt áo giáp kim cương. Wow, có giáp kim cương rồi nha, Sammy. À, tôi có giáp kim cương rồi nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ chế tạo áo cái áo choàng nè. Áo choàng này đi. Ok, áo choàng xanh nè. Rồi, mặc vào. Giáp kim cương với lại là vũ khí, áo choàng đồ có hết rồi. Có cả gà tăng tốc độ nè, với lại là bánh mì hồi máu luôn. Wow, mình quá xịn đó bạn ơi. Ok, ăn bánh mì hồi máu vô nè. Rồi, ăn bánh cái bánh kẹp vô. Rồi, ăn gà quay vô để chạy cho nhanh. Rồi, ăn khoai tây chiên vô để tăng sức đề kháng. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bên kia chiến đấu với Sammy nha bạn. Không biết Sammy đã chế tạo được cái gì rồi đây. Chưa xong hả? Tôi mới đi chỉ áo màu tím à. Ôi bà thua tôi chắc rồi. Tôi qua tôi giết bà đây. Mình sẽ qua giết Sammy các bạn ơi. Ok. Chơi gian quá à. Người ta chưa xong mà. Từ từ hiểu không? Ok. Chơi trò này phải biết từ từ hiểu không? Từ từ hả? Từ từ hả? Từ từ nè. Từ từ nè. Một mạng. Trời ơi Sammy dở quá bạn ơi. Rồi ok được rồi, tôi cho bà thêm thời gian đó, làm nhanh đi. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ chúng ta là con trai vậy đúng không? Chúng ta phải nhường cho con gái. Bây giờ mình sẽ cho Sammy thêm thời gian để Sammy chế tạo vũ khí nha. Đó, chứ bây giờ mình gọi là mình chế tạo nhanh quá, tại vì mình là con trai mà, mình khỏe hơn con gái cho nên là mình gọi là làm việc nhanh hơn đó. Bây giờ mình sẽ chờ Sammy gọi là chế tạo vũ khí xong nha, rồi chúng ta sẽ gọi là chiến đấu với nhau nha. 1 hour later. Ồ, mấy bạn ơi, mình mới vừa phát hiện ra cái này nè các bạn ơi. Trong đây nó có cả súng nữa nha. Nè, nhìn nè. Cái này là súng ngắn nè. Sau đó nó sẽ sử dụng súng ngắn này, chúng ta chế tạo được cái cây súng dài nè. Đó, để mình xem coi mình có chế tạo được không nha. Để mình lượm cây súng này vô nè. Rồi, mình chế tạo được cái cây súng dài nè các bạn ơi. Rồi, cây súng dài chúng ta chế được cây đại liên. Rồi, từ cây đại liên chúng ta có chế được cây súng ngắn không ta? Cây súng ngắn cũng dễ chế à. Để mình thử mình chế cây súng ngắn nha. Để mình sử dụng cây súng ngắn thôi coi. Ok, chế nè. Rồi, bây giờ chế thành cây súng ngắn nè. Rồi, chúng ta chế thêm đạn nữa. Chúng ta đang thiếu đạn. Mình sẽ chế thêm đạn nè. Quá hợp lý bạn ơi. Không ngờ là ở trong đây nó có cả súng nữa bạn ơi. Hợp lý. Sammy ơi, xong chưa? Xong rồi hả? Xong hết rồi luôn nè. Ok, xong hết rồi phải không? Ok, mình sẽ lấy súng ra mình xem thử coi. Mình sẽ thử test bằng súng ngắm coi các bạn ơi. Đó, chắc Sammy không biết là mình xài súng đâu. Ok, Sammy bên kia kìa các bạn ơi. Hình như đang núp gì kìa. Núp nè, một viên vào đầu. Sammy ơi. Sammy à. Ra đây đi, tôi nói nghe nè. Tại sao mày dám cầm súng chỉ ở mặt tôi hả? Nè, chết nè. Ôi nè, chết. Ôi, ây da, trời ơi. Sammy mạnh quá bạn ơi. Trời ơi, cây súng này yếu quá. Không được rồi. Vậy mình phải sử dụng kiếm thôi chứ không sử dụng súng được rồi. Ok, ăn thịt gà tăng tốc độ nè. Rồi ăn khoai tây chiên. Rồi ăn bánh mì hồi máu vô. Ôi, tiến lên. Giành lại 10 điểm nào. Sammy rồi. À, Sammy đằng sau lưng. Sammy. Ui, chạy. Ây da, đâu. Ui, từ từ, để tôi tí ăn bánh mì á. Ây da, đừng giết tôi. Sammy nè. Ôi, chết queo luôn. Ok. Lại đây. Ôi trời. À, 3-2 rồi nha. Tôi được 3 điểm nè. Sammy mới được 2 điểm à. Còn 7 điểm là tôi thắng đó nha. Ăn thịt gà vô bạn ơi. Ok, bây giờ là mình sẽ thử lấy cây đại liên ra nè. Đó, mình nạp đạn vô. Trời ơi, súng đại liên luôn nha. Hình như Sammy đang chế độ bên kia bạn ơi. Chế đồ nè. Chế tạo đồ. Ok, nạp đạn vô, bắn tiếp. Chế tạo đồ nè. Từ từ nè. Ôi, chết luôn đi. Yeah. Chết đi. Chết đi. Trời ơi, game là dễ bạn ơi. Trời ơi, là trời dễ ẹt.
Sammy hình như không biết cách chế tạo súng mấy bạn ơi. Ủa khoan khoan, mình còn có miếng máu à. Ơi đừng giết tôi còn có miếng máu à. Tha tôi lần này đi. Ai đừng. Ây da, chạy. Tôi còn có miếng máu à. Đừng, tôi chưa kịp ăn bánh mì. Ây da. Rồi xong rồi bạn ơi. Sammy nó giết mình luôn rồi. Lão quá mà. Ủa nó qua. Lại đây. Chết nè. Yeah. Ây da, đâu rồi. Rồi xong. Chết queo rồi bạn ơi. 5-4 rồi. Trời ơi trời. Không sao, mình vẫn hơn Sammy một điểm bạn ơi. Không sao cả. He, mấy bạn ơi, mình mới vừa nghĩ ra một cái ý kiến này rất là hay các bạn ơi. Mình sẽ chôn Sammy nha. Mà chôn bằng cách nào đây các bạn xem đây. Mình đang đi bộ qua đằng sau nhà của Sammy. Đó, sau đó mình sẽ sử dụng cái kéo này nè. Mình đập bể bức tường luôn. Cái kéo cầu vòng có thể đập bể bức tường luôn nha. Đập nè, đó, banh nhà luôn rồi. Rồi Sammy kìa. Đó, mình sẽ tấn công đằng sau lưng. Ê, ui, mình bị rơi xuống nước rồi. No. Không được. Khoan, Sammy thấy mình không? Ủa Sammy không thấy mình đó bạn ơi. Ok rồi, để mình lấy lá cây nè. Tôi nghe thấy tiếng ông nha. Nghe thì nghe, kệ bà chứ sao bà biết tôi ở đâu được. Ok, mình đang lại gần Sammy bạn ơi. Sammy ơi. Nhìn ra sau lưng đi. Chết nè. Chạy hả? Trời ơi. Ok, chết Sammy bạn ơi. Đứng lại, chạy đâu? Chạy đi đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát, đâu rồi. Đứng im. Đập đi. Đứng im, không được cử động. Đứng im. Rồi, xịt dưới đây, nhanh lên. Đứng im nha, không được cử động nha. Cử động là tôi bắn chết, tôi có súng nha. Ta có súng nha, hiểu không? Ok, rồi mình sẽ xây này lên, mình nhốt Sammy lại rồi. Đứng im nha. Điên à, tôi xây tôi đây làm gì, tôi đập cho cái bể rồi. Kệ bà đập ra, tôi bắn bà chết luôn á, tôi có súng nha. Súng đầy lên à. Muốn chết không? Hả? Bắn cái chết chứ. Ok bạn ơi, Sammy bị nhốt trong đây các bạn ơi. Sammy à, hãy xin tha tội đi, tôi sẽ tha cho. Cái đời, làm cho tôi thèm lắm. Thèm nè. Chết queo luôn. Rồi còn một mạng duy nhất nữa là mình chiến thắng rồi các bạn ơi. Ủa Sammy, rồi kiếm của bà đâu? Ủa sao còn cái kiếm gỗ vậy? Ủa kìa. Ủa queo tôi làm rơi rồi, tôi không biết để đâu luôn. Trời ơi bạn ơi, Sammy nước bạn ơi. Làm rơi luôn cái kiếm cầu vòng rồi còn lại cái kiếm gỗ. Đánh tôi nè. Chết đi. Ok bạn ơi. Trời, mình bơi xuống đây luôn rồi. Ok bạn ơi, mình đã đạt được 10 điểm rồi. Trời, Sammy đánh dở bạn ơi. Bị mình giết hoài luôn á trời. Ok rồi. Vậy coi như là trận đấu hôm nay mình là người chiến thắng mấy bạn ơi. Còn Sammy là người thua cuộc rồi. Sammy, tâm phục khẩu phục chưa? Rồi, cho cái bình nè. Đó. Ủa cho tôi bình làm gì? Ok bạn ơi, thì trận này mình đã chiến thắng Sammy rồi nha. Và anh em có thấy rằng là trong trận này mình đánh ghê không? Trời, mình quá ghê, mình quá pro luôn đúng không? Mình biết cách chế tạo súng nè. Còn Sammy nước quá, Sammy không biết cách chế tạo súng. Trời, đúng là nước Sammy mà. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy Đào để đăng ký hội cho Sammy Đào nữa nha. Ok, và đừng quên là đăng ký hội cho các thành viên của Hero Team nữa nha các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt. Ê, bạn ơi. Ok, tạm biệt anh em nha.